Dạ. Cái này mình nghệ thuật Sơn Đông. Cái giải này là giải cái hệ thống của giải Trường Sơn này, hệ thống kéo dài của bên phía Nam. Còn đây là cái đoạn cuối của cái giải Trường Sơn Bắc. Nghĩa là nó đến cái đại hội vấn này nó đâm sâu, cắt sâu ra ngoài còn đỉnh đông. Nghĩa là Đà Nẵng mình quan sát gần như tổng thể. Hai mặt thế đi song song hướng về hướng về phía Nam, còn hai ba mặt còn lại đều còn núi chẳng hết. Đi đâu nghe con để xe ở quanh này. Trời. Anh em mình là tội. Ấy. Anh cưới ơi. Nam quả anh ấy. Tập trung vào đây cái thì nó xuống mà nó lấy ảnh này. Kìa đó ba cha con đứng đó đây má quay nè. Đi lại đó đi cũng đây. Má quay đi đi chứ đi. Rồi. Hả? Đồ thối á hả? Thối không? Nghe thối không? Mối hồi vậy em biết rồi con. Từ từ chút cái vé mình mới đi con. Đang mua vé mà. Này. Lấy vé gì? Tấu quay mặt ba má nè. Ô thô. Thô. Quay phim đi. Đang quay phim, đang quay phim. Quay phim nè. Mưa rồi ta, mưa âm râm. Nước nhỉa quay cho mình. Chỗ đi về chung đi. Cái mắt của tôi đi chung xong quá. Đây là... Đây là... Đây là... Đây là... Mày quay mặt lại bằng mày quay. Đi vòng dầu đi cùng tập. Mua nhau nhé chứ nhà này thôi. Chắc là bạn có thể thay rồi đó. Thì nhầm gì nghe quay đi chứ chứ như chụp hình đừng đừng nhìn lên á, nhìn lên cái cáp đây, nhìn cái cabin trước. Cái xe nó phải cho không khí vô cho. Anh ấy
나 진짜 너무 무섭다 지금. Nó giống như suối vậy hả? Đúng rồi, cái ý không mà mình nhìn xuống cái này là bao nhiêu lên á, đúng rồi, nó có cái đó để trên trên xong ngồi trời ơi, xuống mình ngồi xuống vậy có những thứ là chỉ có cái lúc đó mình đi xuống lại không mà em cũng nghĩ là bận vậy được rồi đó. Nghĩa hả? Ai biết? Lên thằng cao. Trời con lạnh quá, con áo mưa con bận vô. Con ngay ra đây. Ôi, bận áo mưa vô á, chị trên nó ấm lắm á. Mình đi cốt lên là mình bữa nay đi như Thank you.
nắng lắm. Quên nhá, tất cả cái cầu vàng. Cầu vàng nhưng là cầu vàng. Không. Ở đâu? Đây. Ai vô đây? Đâu ở trong kia có gì ở trong nhà. Đi vô trong nhà. Lên nè. Lên đi. Đi đâu vậy? Đi kiếm cái xe lửa hả? Nó xả nó không lại mấy chỗ đó ra. Thấy mấy người đây là chỗ tay nè. Lấy máy ra chụp hình đi con. À cái bàn chân nó khúc khúc. Chờ đứng đi. Tú lấy tay xuống. Mày quay mặt qua. Lấy tay xuống Tú.
Đây, đây nè. Ngồi đi con, ngồi đi. Nào ta ăn rồi nha. Bay nhau.